tất cả quý anh chị và các bạn. Và Mạnh Chiều em ngày hôm nay lại có một cái sản phẩm cực kỳ hay muốn giới thiệu quý vị và anh chị để xem và cùng trải nghiệm cùng em. Một chiếc xe, đó là chiếc Hyundai Santa Fe. Thì đây là chiếc xe mới nhập về, thì quý anh chị có thể là nhìn qua cho em cái phần nội thất đi. Xong lát nữa thì em sẽ đi phần dưới, phần ngoài xe, phần máy cho quý anh chị và các bạn cùng trải nghiệm nhé. Rồi dừng lại đây đi. Vâng, và đây là chiếc Hyundai Santa Fe nhà em mới về quý anh chị nhé. Thì chiếc này của em là sản xuất là năm 2020. Phiên bản máy 2.4, 2 cầu, bản máy xăng, bản cao cấp nhất. Được trang bị đầy đủ những cái option và tính năng của form đời 2020 quý anh chị nhé. Thì quý anh chị và các bạn để ý cho em về cái chất lượng xe cũng như là lước sơn si quanh xe, và đưa ra cho em những cái đánh giá, nhận định xem là chiếc xe này có đẹp, có mới như em đã giới thiệu không nhé. Thì với Hyundai Santa Fe thì trang bị cho quý anh chị là bộ đèn full LED, pha LED, rồi là LED daylight định vị ban ngày, cảm biến trước xe, logo được mạ chrome cao cấp. Đấy, mặt ca lăng lưới tản nhiệt đây, rất chi là đẹp đúng không. Xe này của em thì đăng ký tên tư nhân, biển số thành phố, một trụ từ mới và lăn bánh được 1.3 km quý anh chị nhé, đúng 1.3. Và cái màu trắng này thì cái màu xe trung tính, cực kỳ dễ dàng sử dụng. Và cái màu trắng này quý anh chị để ý form xe, màu trắng xe lúc nào nhìn cũng form nó cũng to hơn so với các màu khác, nhựa màu đen hay màu đỏ gì đó. Tiếp đến là cái phần la răng 19 inch này, không một vết xước quý anh chị nhé, phanh đĩa ABS đầy đủ. Đấy, quý anh chị để ý cho em. Phần lốp thì còn rất là mới, chỉ đây là chỉ bị bụi thôi, chứ còn lốp này, mặt lốp cực kỳ đẹp và cái rãnh lốp cực kỳ dày luôn này. Đấy, rất là đẹp. Bệ bước chân đã được trang bị tiện lợi và dễ dàng sử dụng. Tiếp đến là gương chiếu hậu thì được tích hợp xi nhan bao rẽ và kết hợp với đó là cảnh báo vượt trên gương, khá là an toàn. Đó là những cái tính năng an toàn trên chiếc Hyundai Santa Fe này. Tay nắm cửa thì mà có những nút mở ấn nhanh, mở khóa thông minh, cực kỳ là hiện đại nhé. Thì ngay sau đây thì em sẽ đi về phần đuôi xe để cho quý anh chị cùng trải nghiệm, và tiếp đó em sẽ đi vào phần nội thất để anh chị và các bạn cùng tham khảo nhé. Đây, phần đuôi xe này, thì với phần đuôi xe này thì cũng trang bị cho quý anh chị phần đèn full LED và dạng 3D. Đây, em sẽ vào bật cái đèn này cho quý anh chị và các bạn cùng em xem là cái đèn này nó có đẹp hay không nhé. Đây, bộ đèn em khi bật lên này, hình dáng 3D cực kìa đẹp. Cũng trang bị 4 cảm biến lùi theo xe, an toàn, cam lùi kết hợp theo xe. Và cái chất lượng sơn si, như em đánh giá chiếc xe này thì sơn zin đến gần như là 100%. Đây, quý anh chị để ý tất cả cái đường gân xe này, theo nguyên bản nhà máy cực kìa đẹp nhé. Tất cả những cái phần la răng còn lại cũng rất còn chất, còn mới. Tiếp đến thì đi vào với em về phần nội thất một chút để cùng em cảm nhận được nhé. Xe thì trang bị cái cốp điện an toàn rồi. À, cốp điện tiện lợi rồi. Đây, phần phía sau này. Xe thì chủ xe đi cũng cực kỳ là giữ gìn này. Đây là tất cả mọi thứ từ những cái nội thất, ngoại thất đến nội thất còn rất là mới. Quý anh chị cứ để ý, cứ nhìn cho em, còn rất mới nhé. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama, trần nhung này thì trên bản cao cấp mới có nhé, trần nhung đen, còn với phiên bản kia thì chưa có, bản đặc biệt thì chưa có, nhưng mà đến phiên bản trần nhung ở phiên bản cao cấp thì có nhé. Quan sát cho em một chút về cái chất lượng xe đây, khá là ok mọi người ạ. Từ tất cả những con ốc rồi là những cái đường đinh quy lẹp, nó đang là nguyên zin nguyên bản nhé. Để ý cho em chút về phần gầm xe, lốp sơ cua bên dưới rất là đẹp. Thì những video này em sẽ quay qua, nếu mà quý chị nào quan tâm về hơn về những cái chất lượng xe thì có thể là liên hệ với em trực tiếp theo số điện thoại em để trên màn hình ấy, thì em sẽ có những cái giới thiệu, có những cái phần chi tiết hơn để cho quý anh chị cùng lắm nhé. Tiếp đến là phần nội thất của xe này. Phần nội thất của xe nhé, thì em sẽ mở tất cả những toàn bộ những cái cánh cửa ra.
Ở phiên bản này thì trang bị cho anh chị cái rèm che nắng sau này, tiện lợi này, khá là tiện lợi đúng không? Đây, rèm che nắng tiện lợi. Một chất xe thì hơn 1 vạn thì cái chất liệu nó rất là mới và đẹp. Thảm 3D được trang bị, ghế cực kỳ là mới luôn, da nguyên vạn theo xe. Với cái tầm tài chính hơn 1 tỷ thì một chiếc Santa Fe luôn là những cái sự lựa chọn cực kỳ là hợp lý cho nhiều gia đình nhá. Táp ly được mạ vân gỗ này, có nhiều ghế hai vị trí. Rồi là những cái nút trang bị những cái gương chỉnh điện, rồi là gập gương kính một chạm. Rất nhiều tính năng. Phần ghế chỉnh điện này, hai ghế là chỉnh điện nhá, quý anh chị nhá. Ghế da hai màu trên bản cao cấp. Phần đây thì có những cái như là mở cốp, rồi là cân bằng điện tử, khóa vi sai, rồi là cảnh báo vượt, vô lăng tích hợp phím, và cái chất lượng rất là mới và đẹp. Phần ghế phụ thì có thêm nút chỉnh điện cho người ngồi hàng ghế thứ hai thì có thể là dễ dàng mà có thể sử dụng được nhé. Đấy, phần da nguyên bản theo xe này. Bên phần vô lăng cần số thì cũng rất nhiều những cái tính năng như là phanh tay điện tử, chế độ lái auto hold, cảm biến va chạm, hỗ trợ độ đèo. Đấy, đây là những cái phần như là sạc không dây, rồi những cái cổng cắm USB, sấy ghế, sợi ghế, sấy vô lăng, điều hòa auto 2 vùng. Đấy nhá. Mặt hình có kèm theo la vi chỉ đường, rồi là cam lùi theo xe, rất là đầy đủ, gương chống chói tự động. Anh chị cùng nhìn lại cho em toàn bộ phần nội thất một lần nữa đi. Tiếp đến em sẽ đi về phần máy để cho quý anh chị và bạn cùng trải nghiệm với em nhé. Máy xăng 2 cầu. Xe em đã qua dọn lại vệ sinh toàn bộ rồi. Quý anh chị để ý em này. Xe em đang lộ máy nhá. Máy chạy cực kỳ là êm luôn. Và tiếp đến những con ốc còn nguyên zin nguyên bản này. Phần máy. Xe nhà em mới về, vừa được dựa dọn xong. Em thì lại đi em chụp ảnh rồi em quay phim luôn cho quý anh chị và bạn cùng xem, cùng tham khảo. Thật ra với những ai có nhu cầu và tìm hiểu sâu về những chiếc Hyundai Santa Fe này, nó là thương hiệu của Hyundai rồi. Dòng xe 7 chỗ gia đình, cực kỳ là hay. Phần lắp cabo nguyên zin nguyên bản. Xe nhà em bán ra thì luôn cam kết cho quý anh chị và bạn là không đâm va ngập nước, máy móc hộp số zin, km chuẩn. Và cam kết bảo hành cho quý anh chị là 6 tháng hoặc là 10.000 km nhé. Đấy, ốc cabo. Còn với những chiếc xe đời cao này, cái là đến bảo hành 1 năm cũng được thôi ạ, không vấn đề gì cả. Đó là toàn bộ là cái phần máy của xe. Thì với cái tài chính em đang đệ, mức giá là 1 tỷ 095 triệu, và có thương lượng khi xem xe thực tế. Thì nếu mà quý anh chị nào quan tâm, hãy đến với địa chỉ là 86 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, sàn ô tô Mỹ Đình để xem xe thực tế, hoặc là liên hệ với em theo số điện thoại là 0981 548 696. Em chiều xin phép có những chính sách hỗ trợ về giá, cũng như phần chính sách về dẫn sang tên đội chủ, cũng như là hỗ trợ ngân hàng lên đến 70% giá trị xe. Thì nếu mà quý anh chị có quan tâm thì mạnh dạn gọi điện trao đổi với em. Giá thì em sẽ còn thương lượng và còn fix cực kỳ tốt khi quý anh chị và bạn đến và trải nghiệm sử dụng sản phẩm bên em nhé. Thì kết thúc video thì em xin gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị và bạn, và em xin hẹn gặp lại quý anh chị và bạn ở những cái video tiếp theo. Em xin chào mọi người ạ. Em xin cảm ơn.